Rồi xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bóng xe kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Vậy rồi hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai ghép giống mai giống của chú anh chị ha. Cúc hoa hồng Thanh Tú rồi nè, cúc phượng Thanh Tân, cúc 150 cánh hàng già mùa ghép 3 mùa của chú anh chị ha. Tàn tròn lớn đều đẹp ghép liền cốt luôn của chú anh chị ha. Cụ đế siêu vip luôn. Giá chỉ từ 200.000 cho tới 400.000 một cây, bao phí vận chuyển toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mình mua một cây bao phí luôn nha. Rồi rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn Nam ơi. Chào cô chú anh chị gần xa, hôm nay tiếp tục đến với kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai gì cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép thật và mình dùng mình chơi Tết 2024 ha. Bây giờ một cây clip giao lưu của chú anh chị mình là mã số 41A, là một cây cúc hoa hồng hả cô chú anh chị, gốm đế rồng nè cô chú anh chị, rồng ba nấc luôn, rất là đẹp luôn. Rồi một bo lớn luôn cô chú anh chị ha. Rồi, không sót quỳnh thân là được 9 nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao là 76, tán ngang là được 64. Rồi cây này em giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá là 400 nha. Rồi 400 ngàn ha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 42A, cũng là một cái cúc phượng Thanh Trân luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây này mình ghép đế gồng 3 lượng luôn cô chú anh chị, 3 lượng lên gõ luôn cô chú anh chị ha. 1, 2, 3 lượng. Rồi quỳnh thân là được 10. Rồi chiều cao là được 57, tán ngang là 62, tàn rồi. Rất là tròn luôn cô chú anh chị. Rồi cái gì vô cô chú anh chị mình giá cũng là 400 ngàn luôn nha. Đợi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 43A. Rồi cũng là một cây siêu nụ hả cô chú anh chị. Đi đọt cô chú anh chị thấy xum xê ngon không cô chú anh chị ha. Thì rất là bích tàn luôn cô chú anh chị. Đế lò xo 4 vòng luôn cô chú anh chị ha. Đó, lò xo lớn luôn cô chú anh chị. Cây này hiểm liền cốt hả cô chú anh chị. Tầm một chút xíu nữa ha. Liền cốt khoảng 90% hết thời cô chú anh chị ha. Quỳnh thân là được 5. Rồi chiều cao 47, tán ngang là 49. Rồi cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 180 ngàn nha. Đợi cây mã số 43A. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 44A. Rồi cũng là một cái cúc vạn phúc ha cô chú anh chị. Rồi quỳnh thân là được 5. Rồi chiều cao là được 54, tán ngang là được 33. Rồi cúc vạn phúc giữ giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 180 ngàn, bao phí ship luôn. Rồi cây luôn. Rồi số 44A. Rồi tiếp theo cây mã số 45A. Rồi cũng là một cây siêu nụ luôn cô chú anh chị ơi. Trời ơi tàn lùm luôn cô chú anh chị ha. Gồng được 2 nấc ha. Cây này cô chú anh chị nè, xung xoay 5 tới 5 gồng ha. Mình mua gồng gì mình chân nha cô chú anh chị. Rồi quỳnh thân là được 6. Rồi gồng cắt đầu, chiều cao 55, tán ngang 45. Rồi rồi cái mã số 45 giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 250 ngàn ha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 46A. Cũng là một cây cúc 150 cánh cô chú anh chị. Rồi quỳnh thân là được 6, có cũ luôn cô chú anh chị, chiều cao là 55. Rồi tán ngang 54. Rồi cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá là 180 ngàn ha. Rồi đợi cây. Rồi rồi tiếp theo mã số 47A, cũng là một cây cúc hoa hồng hết cô chú anh chị, cây quá chừng cái tàn tròn luôn. Rồi quỳnh thân là được 9. Rồi chiều cao 70, tán ngang là được 50. Rồi rồi cái giao lưu cô chú anh chị giá là 380 ngàn nha. Rồi 380 ha. Rồi xuống rồi, cây. Rồi tiếp theo cây mã số 48. Rồi. À, cũng là một cái cúc vạn phúc ha cô chú anh chị. Ông vạn phúc thì ông rất là to luôn ha. Đế gồng luôn cô chú anh chị ha. Rồi quỳnh thân là được 5,5, 3 lượng. Chiều cao 49, tán ngang 56. Rồi. Rồi cái mã số 48 này ha, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 200 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 49A, cũng là một cây mai kem hết cô chú anh chị. Rồi. K
kem này bông màu kem kem hột gà rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ, bình thân là được 7. Hàng liền cốt nè. Cụ đế là được 20. Nguyên cũ luôn cô chú anh chị. Chiều cao 49. Tán ngang 36. Rồi. Rồi cái 49A này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 200 ngàn nha. Rồi mình đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 50A. Cũng là một cái cúc họ hương luôn anh ơi. Ồ, cô chú anh chị ơi. Tàn khá luôn cô chú anh chị ha, liền cốt rồi nè cô chú anh chị. Cụ khá luôn ha. Quỳnh thân được 4,5. Cụ đế là được 12. Chiều cao 40. Tới ngang 42. Rồi. Rồi cái này giao với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 200 ngàn bao phí ship luôn. Thì cái 50A cũng là một cái clip em luôn. Hiệu cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem clip á. Rồi góp mong được cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ. Số điện thoại giao lưu là 0866459094 nè cô chú anh chị. Rồi. Và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.